Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Như thường lệ, chương trình xin được mở đầu với những thông tin nổi bật vừa diễn ra. Tiếp đó, trong một kết nối và tinh hoa Tây Bắc sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Sơn La phát triển mô hình cây lê xanh và mô hình du lịch chăm sóc sức khỏe tại nhà. Thông tin về thời tiết các tỉnh trong khu vực sẽ có ở phút cuối của chương trình. Trước hết là phần tin, mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tối 15 tháng 4, tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 với chủ đề Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ đã chính thức được tỉnh Lai Châu long trọng khai mạc. Tại lễ khai mạc, tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ. Có sự tham gia của gần 1.000 diễn viên, nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên quần chúng. Chương trình gồm 4 chương với 10 cảnh diễn quảng bá hình ảnh về đất nước và con người Lai Châu, giới thiệu những đỉnh núi kỳ vĩ, những phong cảnh thiên nhiên đẹp, đầy bản sắc. Chương trình được dàn dựng công phu, hấp dẫn với các ca khúc, điệu múa, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc trên địa bàn. Tuần du lịch văn hóa Lai Châu năm 2022 diễn ra từ ngày 14 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4 với nhiều hoạt động du lịch văn hóa sôi nổi tại các địa phương. Để nâng cao công tác quản lý khoáng sản và bảo vệ môi trường, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tỉnh Yên Bái có trên 110 mỏ khai thác của 97 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản có hiệu lực, 50 doanh nghiệp đầu tư chế biến khoáng sản. Thời gian vừa qua, tỉnh Yên Bái đã tổ chức thực hiện tốt quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, tham gia quy hoạch khoáng sản do Bộ Công Thương chủ trì, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động. Việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác khoáng sản sẽ không chỉ giúp cho Yên Bái khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này, mà còn là cơ sở để các địa phương trong tỉnh phát triển bền vững, gắn khai thác với bảo vệ môi trường. Năm 2022, các địa phương trong tỉnh Hà Giang tích cực vận động người dân đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Tổng diện tích trồng rừng mới toàn tỉnh quý 1 năm 2022 đạt trên 380 ha. Năm 2022, tỉnh Hà Giang đã tập trung công tác chuẩn bị giống, khảo sát đất để thực hiện kế hoạch trồng rừng. Hiện toàn tỉnh đã gieo ươm được trên 3.300 cây giống các loại, triển khai trồng mới được trên 380 ha rừng. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học đã trồng được trên 580.000 cây. Công tác quản lý bảo vệ rừng tiếp tục được tăng cường. Đã phát hiện 47 vụ vi phạm luật lâm nghiệp, giảm 28 vụ so với cùng kỳ. Hiện các địa phương đang tích cực tuyên truyền đôn đốc, vận động nhân dân tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh kế hoạch trồng rừng. Tập trung ưu tiên những giống cây lâm nghiệp đảm bảo chất lượng, phù hợp với điều kiện địa phương nhằm đáp ứng các yêu cầu về kinh tế. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tiếng Anh, năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể. Theo thống kê của ngành giáo dục, năm học này, Điện Biên hiện còn thiếu khoảng 100 giáo viên dạy tiếng Anh ở 3 cấp, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Nguyên nhân là do thiếu nguồn tuyển hoặc có nguồn tuyển nhưng chất lượng còn hạn chế. Trong khi thiếu giáo viên bộ môn tiếng Anh, các trường đang phải áp dụng hình thức dạy tăng tiết hoặc phòng giáo dục và đào tạo phân công giáo viên tiếng Anh đảm nhiệm dạy 2 cấp học theo cụm xã. Để đảm bảo dạy học theo chương trình mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đặt hàng đối với trường đại học trong toàn quốc để đảm bảo nguồn tuyển cũng như chất lượng nguồn tuyển giáo viên tiếng Anh. Thưa quý vị và các bạn, những năm trở lại đây, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã đưa nhiều giống cây trồng mới vào trồng thử nghiệm. Trong đó, cây lê xanh đang là một trong những cây trồng mới, bước đầu đã cho hiệu quả kinh tế cao. Vườn lê gần 2 hecta của gia đình chị Phượng ở xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đang đến mùa đậu quả. Thời điểm này, gia đình chị Phượng cắt tỉa cành, tảo tán và tiến hành báo quả để tránh ảnh hưởng của thời tiết, bệnh dịch, qua đó nâng cao được chất lượng mẫu mã của sản phẩm. Nếu so sánh giữa việc quả được bao trái và không bao trái thì những quả mà không bao trái thì thường dễ bị sâu bệnh, hư hỏng quả và cái mã của quả thì nó không được đẹp bằng việc bao trái ạ. Người tiêu dùng thì mấy năm trở lại đây thì hầu như là mọi người đều rất là khen trái lê giòn và ngọt ạ.
Xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu hiện có trên 40 hecta cây lê xanh, trong đó 10 hecta đang cho thu hoạch. Hiện nay, xã đang vận động nhân dân đối với diện tích cây nông nghiệp ngắn ngày chưa chuyển đổi, tập trung tiến hành trồng loại cây này. Phấn đấu đến năm 2025, toàn xã sẽ có trên 100 hecta. Đối với cây lê thì trên địa bàn xã Phiêng Khoài, nhất là cây lê rất là phù hợp với cái thổ nhưỡng khí hậu của xã Phiêng Khoài. Và cái hiệu quả kinh tế thì bước đầu đem lại là hiệu quả kinh tế rất là cao. Về đã áp dụng và trên địa bàn tại xã thì cũng đã thực tế bà con đã nhìn thấy rồi, nên là cũng tự học hỏi lẫn nhau và cùng nhau giúp đỡ để phát triển cây lê cái diện tích là rộng hơn. Xã cũng đã cử cán bộ chuyên môn cũng như là phối hợp với cơ quan chức năng của huyện là thường xuyên đi kiểm tra đánh giá cái chất lượng cây trồng hàng năm. Hiệu quả từ mô hình trồng lê xanh tại huyện Yên Châu sẽ là tiền đề để nhân rộng các mô hình cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân tại các xã vùng cao của Sơn La từng bước xóa đói giảm nghèo và vươn lên làm giàu bền vững. Thưa quý vị và các bạn, một trong số những tác động tích cực hiếm hoi của đại dịch COVID-19 đối với ngành du lịch chính là tạo nên sự bùng nổ của nhiều xu hướng du lịch mới, trong đó có du lịch chăm sóc sức khỏe. Tại thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai, loại hình du lịch này đang rất hút khách. Những ngày này, ba nồi chưng cất thuốc tắm của Hợp tác xã Cộng đồng Rau Đỏ ở xã Tà Phìn, thị xã Sapa hoạt động hết công suất với 13.000 lít mỗi ngày. Sau khi chính phủ mở cửa hoàn toàn du lịch, lượng khách du lịch đến với Sapa tăng và các cơ sở tắm thuốc đang đông khách. Chúng tôi cũng có hỗ trợ là bên làm Bộ Y tế là người ta cái tinh dầu là hỗ trợ bệnh Covid. Đến thời điểm này thì là ta tìm đến tắm lá thuốc cũng khá là đông. Nếu là bị Covid nó sẽ bị đau, xong là tắm cái này xong nó sẽ giảm được cái phần đau đấy, không cần phải chịu được cái đấy. Đến để khám phá cảnh đẹp thiên nhiên và trải nghiệm tắm lá thuốc của người Dao Đỏ đang được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Sapa. Hôm nay hai vợ chồng tôi và con bé đến đây để gọi là trải nghiệm cái nước lá tắm này, cảm nhận rất là sảng khoái. Mình nói chung là dịch bệnh như này này, dùng cái nước lá này cảm thấy khá là dễ chịu. Tôi tắm vào nước sông của là da người da đỏ, tôi cảm thấy là trong người nó khoan khoái mà khỏe khoắn. Nắm bắt được xu hướng du lịch chăm sóc sức khỏe, xã Tà Phìn, thị xã Sapa đã tuyên truyền đến các cơ sở hoạt động tắm lá thuốc trên địa bàn, chủ động đầu tư và phục vụ du khách một cách tốt nhất, nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng dịch. Các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cộng đồng ở xã, đặc biệt là các cái cơ sở về tắm lá thuốc chăm sóc sức khỏe, đã đón được một cái xu thế khách đến, không còn chỉ dừng lại ở cái mức độ là tập trung cao độ vào các dịp cuối tuần, kể cả các cái ngày thứ trong tuần, trong ngày hành chính thì cũng có khách đến. Và đấy là một trong những cái cơ hội rất là tốt để bà con duy trì và phát triển được cái kinh tế, phát triển được cái nguồn thu nhập. Trong thời gian tới, xu hướng du lịch sẽ có sự thay đổi rõ rệt. Những chuyến đi dài ngày của du khách sẽ không chỉ là tham quan đơn thuần, mà còn là du lịch tận hưởng kết hợp chăm sóc, cải thiện sức khỏe. Việc phát triển loại hình du lịch chăm sóc sức khỏe sẽ làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch phục vụ du khách, kéo dài thời gian lưu trú, chi tiêu của du khách khi đến với Sapa. Dự báo thời tiết cho các tỉnh trong khu vực đêm 16 ngày 17 tháng 4 năm 2022. Lào Cai nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ C. Điện Biên mây thay đổi, ngày trời nắng, có mưa rải rác về đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Yên Bái nhiều mây, có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C. Lai Châu mây thay đổi, ngày trời nắng, có mưa rải rác về đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Sơn La nhiều mây, có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Phú Thọ nhiều mây, có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ C. Hà Giang nhiều mây, có mưa rải rác vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C. Tuyên Quang mây thay đổi, có mưa về đêm và sáng sớm, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ C.
Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Tây Bắc Chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.